们笑着，我们抬头望天空，星星还亮着几颗，我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱到底是为了什么。因为我刚好遇见你，留下足迹才美丽，风吹花落泪如雨，因为不想分离。因为刚好遇见你，留下十年的期许，如果再相遇，我想我会记得你。笑着，我们抬头望天空，星星还亮着几颗，我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱到底是为了什么。因为我刚好遇见你，留下足迹才美丽，风吹花落泪相遇，我想我会记得你。因为刚好遇见你，留下足迹才美丽，风吹花落泪如雨，因为不想分离。因为刚好遇见你，留下十年的期许，如果再相遇，我想我会记得你。Cà chua, ui cà chua bên này ăn ngọt cực luôn ý. Cà chua đấy chỉ để ăn ăn giống hoa quả ấy. Ăn sống á. Nhưng mà ngọt lắm. Ui, cà chua vàng. Cà chua vàng và cà chua đỏ. Ở bên này cà chua ăn như là hoa quả bình thường mà. Các bà ấy toàn mang cà chua đi ăn. $7.8 á. Ừ. Ở đây rẻ hơn nhưng mà táo không ngon bằng chỗ em. Em thấy trước còn rẻ hơn, còn có 3.500 à. 3.500 cho một túi. Nhưng mà vẫn không rẻ. À, còn rẻ hơn chỗ em. Có chanh trên nhà, có chanh chưa? Ừ. Chậm nhỏ bé tí này. Dưa hấu. Thôi, tắt đi, cầm xuống để lúc nào anh em đi đi khoảng hồ. Nhìn to như gói xà phòng.
Mua cho em. Em chọn một túi đi. Chọn một túi to vật vã đi. Wow. To khi khổ kia. Ngập mặt trong bim bim. Yeah. Diễn sâu quá đấy. Mình lấy đi mình. Tí nữa, ai mà lấy con đấy. Đây là lượt về. Đây các bạn. Nó đang thở nhá. Không thể lên được con dốc huyền thoại. Còn mình thì một gánh hàng vẫn quẩy tưng bừng, không xuống xe. Thế mới gọi là rèn luyện cho tập thể dục. Chứ suốt ngày ở nhà điện thoại thì không tập thể dục thể diết gì đâu. Cố lên, lên. Đây. Biểu cảm của khuôn mặt vừa mới dắt được xe lên con dốc. Anh và thùng hàng anh vẫn quẩy bong bong. Thôi ok, ngồi lên. Đi thôi. Chặng đường phía trước còn rất dài anh em nhé. Đây, đây.